Hồ Vinh Cường đã liên hệ và nhờ cô giáo tìm nơi ở mới. Nam ca sĩ chia sẻ, nguồn tin thân cận cho tôi biết là Hồ Vinh Cường có gọi điện thoại và nhắn tin cho cô giáo mình trong buổi chiều ngày 11 tháng 10, nhờ cô giáo tìm nhà giúp, nghĩa là Hồ Vinh Cường muốn rời đi. Muốn được ở lại nhưng đành phải đi vì không nhìn mặt nhau được nữa.